thu hồi đất từ năm 2004 để làm dự án khu dân cư. Nhưng tới nay, sau 15 năm, dự án vẫn chưa thấy đâu. Người dân Thạnh Mỹ Lợi vẫn sống trong cảnh khó khăn và chờ ổn định cuộc sống. Theo các hồ sơ tài liệu liên quan, dự án khu dân cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định thu hồi và giao đất cho công ty đầu tư và xây dựng Thanh niên xung phong vào tháng 6 năm 2004. Tuy nhiên, sau khi được tạm giao đất, Năm 2011, doanh nghiệp này xin phép Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thành lập doanh nghiệp cổ phần mang tên Thạnh Mỹ Lợi để tiếp tục dự án và được chấp thuận. Doanh nghiệp này có sự tham gia của hai đối tác là công ty dịch vụ và thương mại Mesa hay còn gọi là Mesa Group, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đại Phước. Trong đó, Mesa Group do bà Lưu Thị Tuyết Mai làm người sáng lập và nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phân phối bán lẻ, nhà hàng, ẩm thực, bất động sản, viễn thông. Bà Lưu Thị Tuyết Mai cũng là người đại diện pháp luật của công ty cổ phần Thạnh Mỹ Lợi. Tuy nhiên theo một số nguồn tin cho biết, tập đoàn Novaland là đơn vị đứng sau dự án trên đất vàng này. Theo hồ sơ niêm yết của Novaland, tập đoàn đang sở hữu 99,9% cổ phần trong một dự án chưa được tiết lộ mang tên dự án C ở khu Đông thành phố Hồ Chí Minh một động thái có liên quan Novaland góp vốn gần 100 tỷ đồng cùng đối tác thành lập công ty Thạnh Mỹ Lợi 234 do bà Dương Hồng Cẩm là người đại diện pháp lý. Doanh nghiệp này được cho là để bắt tay khai thác một phần quỹ đất tại khu vực Đông Sài Gòn. Vừa qua, Novaland cũng đã góp thêm gần 5.500 tỷ đồng vào công ty cổ phần địa ốc Nova Mỹ Đình. Một số nguồn tin cho biết, Nova Mỹ Đình có nhiều quyền lợi tại dự án Thạnh Mỹ Lợi.